Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế, mô phỏng lại một cái thiết bị. Đó là cái đèn học nha các bạn. Và thì trước tiên để mà thiết kế thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem ở trong này nó gồm có những cái gì. Ở đây thì các bạn thấy cái mà hiện tại rất là quan trọng đó là ánh sáng này nha các bạn. Ánh sáng này là ánh sáng màu vàng, nó chuyển từ màu đậm sang nhạt nha. Thứ hai là các cái chân ha. Nó sẽ tạo thành cái đèn nha các bạn. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế trước ha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp ghép lại ha, từng cái mảnh này tạo thành một cái chiếc đèn nha các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ new một cái slide. Chúng ta sẽ nhìn trên này nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần này trước ha. Chúng ta sẽ insert shape. Mà nó có một cái shape kiểu này nha các bạn. Đây nè, cái shape này nè. Chúng ta sẽ nhấn shift, các bạn sẽ kéo qua đây. Và cái shape này các bạn thấy không, nó sẽ hơi nghiêng một chút xíu nha, nó như thế này nè, đó. Nó phải này, bởi vì ánh sáng các bạn thấy không, ánh sáng nó sẽ hướng này. Cho nên là các bạn sẽ kéo ngược một chút, đó, nó như thế này nha. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần, một cái phần là cái này giống như cái chui ha các bạn, cái chui đèn nữa ha. Chúng ta sẽ insert một cái vòng tròn nha. Một cái vòng tròn. Ok, chúng ta để đây. Tạm thời chúng ta không, chúng ta chưa có tô màu đen hoặc là đường viền nha. Chúng ta cứ làm trước như thế nha. Tí nữa chúng ta tô một lần luôn cũng được ha. Chúng ta sẽ insert hai cái chân. Ok, chúng ta chọn một cái nét này này. Đây, chúng ta sẽ kéo từ này xuống đây. Cái nét này thì hiện tại các bạn thấy không? Nó có một nét rất là mảnh ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái kiểu nét nhé, more line nè, dash, này hai line nè, hai nét nha các bạn. Rồi hiện tại thì cái chỗ này nó hơi nhỏ cho nên chúng ta cho cái width lớn lên tí, cái width này chúng ta cho lớn tí nha các bạn. Chúng ta cho 20 đi ha, 20 đi, enter. Các bạn thấy không, 20 này, nó khá là bự ha. Rồi chúng ta sẽ để đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nhân đôi cái này ra một cái nhé, nhân đôi ra một cái để chúng ta làm phần dưới này. Thì chúng ta nó nằm ở chỗ này nè các bạn, đó như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái vòng tròn chỗ này nha các bạn, một cái vòng tròn ở đây. Thì chúng ta tạm thời chúng ta copy cái này xuống đi ha. Rồi còn cái đế chân này là hình này ha, thì chúng ta sẽ cũng thiết kế được nha. Trước tiên chúng ta sẽ cho nó một cái vòng tròn ở đây này. Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái hình giống như hình này nha các bạn, hình cái này đi ha, cái này nè. Đấy, cái này đi ha, là cái đế ha. Ok, rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta cho hết mấy cái này. Hình như là ở chỗ này nó có một cái vòng tròn màu trắng này các bạn, thì mình cũng làm tương tự nha. Sẽ copy mình cho nó nhỏ nhỏ lại chút xíu, một lần lớn ha. Ở đây thu nhỏ lại tí cho nó màu trắng ở đây. Rồi chúng ta chỉnh chỗ này là nó outline sáp màu trắng, còn tất cả những cái còn lại chúng ta cho đen hết đi ha. Rồi màu đen hết, fill màu đen. Rồi hai cái chỗ này nó là màu đen luôn đó các bạn, được chưa? Vậy thì về cơ bản về cái cấu tạo và cái đèn chúng ta thấy là nó cũng xong rồi ha. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm cái ánh sáng nha, ánh sáng này. Ánh sáng thì chúng ta sẽ insert một cái kiểu nha các bạn, kiểu này nè. Đây nè các bạn chọn cái hình này nha. Đây nó đây nè. Đó ha, cái này. Thì bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cố gắng xoay ha, xoay. Và chúng ta làm vừa khớp với cái này nha. Hiện tại cái ánh sáng nó hơi lớn nha các bạn. Các bạn bóp nhẹ vô tí. Các bạn xoay cho nó khớp nha. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Khớp. Rồi cho cái này nó thu nhỏ nhỏ lại chịu. Ok.
no outline đi ha, no outline. À, không có đường viền. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái chỗ ánh sáng đó ha, làm sao nó từ màu đậm sang màu nhạt. Rồi chúng ta tích chọn cái này, các bạn chọn là format shape nha. Chúng ta chọn gradient fill nè. Đó, gradient fill. Rồi, ở cái chỗ này các bạn bỏ hai cái này đi nha. Bỏ đi, chúng ta chọn chỉ hai cái thôi. Rồi, cái chỗ này thì các bạn sẽ cho nó là màu gì? Chỗ này nè, là màu vàng nhé, màu vàng cái này. Màu vàng. Đó. Chỗ này các bạn cho màu trắng nhé. Màu trắng. Rồi. Thì các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái hình ha. Hình này có vẻ hơi lớn nha các bạn, mình cho nhỏ nhỏ lại tí. Ánh sáng nó hơi nhỏ lại tí. Đó. Các bạn muốn kéo dài thì các bạn cứ kéo dài ra xíu ha, cũng được, không sao hết ha. Rồi. Rồi nếu thích thì các bạn có thể cho nó một cái hiệu ứng, có nghĩa là giống như ánh sáng thì nó phải chạy từ bên trong đèn chạy ra. Thì hiện tại chúng ta show lên nha. Đây, nó sẽ hiện thẳng luôn ha. Còn bây giờ là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cho nó một cái hiệu ứng nha. Animation nè, chúng ta chọn một cái hiệu ứng là hiệu ứng whip nha các bạn, whip nè. Đó. Thì hiện tại ánh sáng nó sẽ chạy từ dưới lên, thì bây giờ mình sẽ chỉnh nó từ bên tay trái đi qua. Trái và phải nha. Đó, các bạn thấy không? Mình có thể tăng cái độ này lên, tăng cái thời gian lên là 1 giây ha, hoặc là 2 giây đi. Để cho các bạn dễ nhìn nha, dễ cảm thấy được là cái ánh sáng nó sẽ ra nè, các bạn để nha. Các bạn thấy không? Nó sẽ hướng ra. Thì đây là cái quay trọng lại để cho mình thấy được nha. Còn khi mà mình làm thực tế thì các bạn cho nó 1 giây thôi. 1 giây thôi nha. Rồi, ok. Nó sâu lên. Nè. Ok. Còn để mà giống như này thì các bạn có thể là copy một cái bàn ha, các bạn để lên đây nè, các bạn đặt ở đây. À, nó sẽ ra một cái bàn học hơn ha. Và là chúng ta xong cái phần thiết kế mô phỏng lại cái chiếc đàn học nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.